Đàn chó con của Siro hôm nay là đã được 12 ngày tuổi. Đó. Mọi người thấy chó con có bụ không? Người nó nhìn nó gọi là như là một cái củ khoai luôn, chắc nịch luôn. Ok, hôm nay quay cái đàn chó con của Siro để cho mọi người xem. Cái đàn chó con này thì nó rất là khỏe. Này, mọi người nhìn hôm nay là bắt đầu chó con nó bắt đầu hí hí rồi này. Nhìn cái mắt của nó này, không biết là có nhìn được không? Đó, dậy đi, mắt hơi hí hí một tí thôi. Hơi hí hí cái mắt. À, được rồi. Đó. Trời. Cái này dậy đi. Dậy một tí, nhìn một tí nè. Cái này nó phản đối nè. À, phản đối nằm xuống. Chúng nó đang ngủ. Cái này cái. Ừ, chạy đi. À. Đấy. Nhìn cái mắt này hí hí không? Hơi hí hí một tí thôi. Chưa mở. Hơi hé, hé mắt. Nha, chào mọi người xem một loạt này. Còn cái dây vàng. Đó. Sợ, quá xinh luôn. Bò lên bò lên chân anh á. Con đực này là con đực dây màu hồng. Đàn này thì sẽ rất là đẹp đấy. Thằng đực này dây màu nâu. À. Mắt hí hí. Con cái kia thì mắt hí ít hơn. Hai con đực thì mắt nó hí nhiều hơn. À. Đấy. Trời, không phải liếm chân anh. Ui giời, làm gì mà đói thế. Tí nữa rồi cho mẹ vào. Tí nữa cho mẹ vào rồi. Rồi ti. Dây đỏ. Mắt hí to hơn. Đấy. Thằng này là tính ra là thằng đẻ đầu tiên. Nó là con thứ hai nhưng mà nó là cái con đực đẻ đầu tiên. Con đầu tiên nữa là của cái đàn này là con cái. Thằng này là thằng đẻ đầu tiên trong mấy thằng đực. Đó. À. Sợ, người nó tròn trùng trục luôn. Ok, xuống này. Tiếp. Thằng dây màu cà rốt. Được. Thằng này mắt mũi nè. Dậy đi, xem nè. Thằng này mắt hí ít hơn, hơi hé hé mắt thôi. Hơi hé hé một tí. Rồi, nhìn ngang đi xem nào. Đấy. Sợ. Ok. Sợ. Tỉnh đấy. Phản đối. À, cứ từ từ. Yên. Nhìn cái mặt một tí. Rồi. Ok. Xuống đây. Đây. Đây là con cái. Dậy đi. Dậy đi quay video một tí. À. Đây. Con cái này thì là con đẻ đầu. Con cái này là mình sẽ giữ lại. À. Cái này là con đẻ đầu tiên của cái đàn. À. Ok. Úi giời, phản đối gì? Ngắm tí có gì mà phản đối. Mắt cũng chỉ hơi hí hí thôi. Bọn này được mắt nó hí mở to hơn con cái. Phản đối gì? Không phản đối. Yên đấy, yên đấy, yên đấy, yên đấy. Hai đứa dậy đi. Con này dậy đi. Để con nào nó mút tai, ướt hết tai rồi kìa.
hai đứa dậy đi. Để nhìn cái mặt của hai đứa xem nào. Nào, con này dậy đi. À, cái đàn này thì sẽ lớn lên sẽ giống mẹ này. Cái đàn này lớn lên sẽ giống Siro này. Đấy, nhìn cái mặt là so với Siro lúc bé là giống rồi đấy. Xinh chưa? Lung linh luôn. Hai con cái. Đây nó vẫn còn đang ngủ, nó còn không thèm dậy. Lười. Đây, đỏ. Hai đực này. Mặt cà rốt này đang ngủ. Đỏ thì con dậy rồi. Đỏ với này con hồng đi. Thôi đừng mút nó, khổ. Có mấy con đực cứ mút. À. Gặp nhau đấy, nô đấy. Với mười mấy ngày mắt chưa mở đâu. Nô nghịch, gặm. Đấy. Ừ. Siro vào trong nằm với con đi. Vào trong. Cho con nó đi. Rồi nằm xuống. Nằm ra nào, nằm thế nào. Nằm đừng để cái thảm nó bị xô. Nằm đè lên cái thảm đi. Siro. Nằm xuống. Thế là nằm theo hướng này đi. Ờ, thôi ạ, ok. Siro và chăm con. Đó, Siro chăm con. Siro thì chăm con thì khéo. Và mọi người thấy cái con chó con ấy là nó rất là bụ. Con chó con nó rất là bụ này. Và mọi người thấy con mẹ là lông nó vẫn cứ bóng. Nó vẫn cứ bóng, nó khỏe. Đây là nó đang thay lông này. Nhưng mà đây nhìn ở những cái chỗ mà lông nó còn đang đủ này. Là nhìn cái con mẹ lông của nó rất là bóng. Thì muốn là cái con chó mẹ nó nhiều sữa và sữa nó nhiều chất thì đơn giản lắm. Con chó mẹ nó muốn nhiều sữa ấy, thì cho nó cái này. Cho nó cái CMU cộng này. Dùng theo cái hướng dẫn sử dụng thôi là xong. Cho vào trong bữa ăn là cái vấn đề sữa là không bao giờ phải lo nữa, không bao giờ phải lo về vấn đề thiếu sữa nữa. Và nó còn chống được cái việc là con chó là nó bị viêm vú. Nó chống được, nó phòng được cái việc viêm vú là cái CMU này. Rất đơn giản. Còn khi mà cái con chó mẹ nó chăm con ấy thì con chó con nó bú sữa ấy, thì nó rút cái canxi từ người con chó mẹ ra rất nhiều, cho nên là muốn con chó mẹ nó khỏe, nó không bị võng lưng sau khi nó đẻ. Sau khi nó đẻ nó chăm con ấy, mà con chó mẹ nó không bị võng lưng với lại chân nó không bị yếu thì phải bổ sung cái canxi cho nó. Nó nhất là các cái giống chó nhỏ thì khi mà cái con chó mẹ nó chăm con ấy là con chó con nó rút sữa rất là nhiều. Với các giống chó mà giống nhỏ ấy theo kiểu như là phóc hay là poodle hay chihuahua ấy thì nếu mà chúng ta không bổ sung cái canxi này thì rất nhiều con mẹ nó sẽ bị cái tình trạng là thiếu canxi gây co giật. Rất nguy hiểm cho cái con chó mẹ. Thì chúng ta cho to hay cho nhỏ chúng ta cần phải bổ sung cái canxi khi mà cái con chó mẹ nó đang cho con nó bú. Theo kia kiểu như thế này. Bởi vì nó cần, nó sẽ rút ở trong cái cơ thể con mẹ ra. Còn cái chibi này là nó giúp cho, một là nó cung cấp chất dinh dưỡng, hai là nó giúp cho cái tiêu hóa của con chó mẹ nó tốt. Thì nó sẽ hấp thụ được cái đồ ăn, nó hấp thụ tốt hơn. Thì nó sẽ nhiều chất, thì con chó mẹ nó khỏe, nhiều chất và cân đối thì con chó mẹ nó khỏe. Và cái chất lượng sữa của nó cũng tăng lên. Nhưng đó là rất nhiều người là mình thấy nuôi chó là rất nhiều người vẫn lo về cái vấn đề là cái con chó mẹ nó bị thiếu sữa. Thì mọi người phải, khi mà chó chuẩn bị đẻ là mọi người phải lấy ngay cái hộp CMU cộng này. Cái hộp CMU cộng này. À, là một hộp này ấy, là nó có thể nó giải quyết được một lần con chó đẻ nuôi con hoặc là hai lần. Với cái con chó to như thế này là nó có thể đủ để giải quyết được một lần đẻ hoặc là có thể là hai lần. Đó, nhìn cho con nó bú một tí nó đã no rồi này. Đây nè, bú một tí nó no, đi ra ngoài nằm ngủ ấy là nó no rồi, vì là nó giặt rào sữa. À, bỏ lại nguyên cái tí cuối cùng thế này. Đó, thì mọi người xem cái đàn quay cái đàn chó con của Siro. Quay cái đàn chó con của Siro để mọi người cùng xem.
quay mẹ con nhà Siro để mọi người cùng xem. Và nhắc lại một lần nữa, chia sẻ về cái CMU này, chó mẹ không bao giờ phải lo thiếu sữa nữa. CMU bộ ba CMU canxi với lại chibi đơn giản. Cho con nhìn như thế này mà cho các con, cho con đấy là từ bé là lông nó đã có một cái độ bóng rồi, độ bóng như cái sợi lông. Còn cái lông đệm thì nó không thể bóng được, nhưng mà cái chỗ nào mà nó có lông sợi là nó sẽ bóng. Trời ơi, cái con này sao nó lại to này, cầm lên tay mà nó còn kịch tay luôn này này, một tay cầm còn kịch tay này. Này, gọi mẹ dậy để ngắm mẹ một tí, mẹ ngủ ghê quá. Đấy, nhìn con chó con nó còn to hơn cả cái mõm của con chó mẹ này. Đấy, đây là đang coi như là ngày tuổi thứ 12 đó. Thì mọi người mà có ai mà có chờ cái đàn chó con chờ bắt đực của Siro thì mọi người theo dõi cái đàn này nhé. Có mấy anh là chờ cái con chó đực ở mức tốt đây thì mọi người sẽ chờ cái đàn này, 4 con đực. Con nhóc này nó chỉ nằm được ở cái chuồng này thêm vài ngày nữa thôi. Bây giờ nó lững chững nó đi rồi. Nó mở mắt hết chuẩn bị ăn dặm là sẽ phải cho nó ra cái chuồng sàn, chứ không nằm cái chuồng này được nữa. Mà khi nó tập ăn nữa là nó còn đồ ăn nó rơi vãi ra, sẽ phải chuyển nó sang cái chuồng sàn.